Các bạn tạo fragment. Các bạn nhìn nè. Các bạn có thể click chuột phải, các bạn có thể new. Nhìn ở đây nhá. Các bạn thấy là ở dưới các bạn có cái other fragment này nè. Thì không nên chọn các cái fragment ở đây. Ok chưa? Nó sẽ sync code, các bạn không điều khiển được đâu. Cho nên là không nên tạo tròn ở đây. Ok. Kể cả fragment blank cũng không nên. Nó sync code rất là nhiều thứ luôn. Thì các bạn cũng không tạo activity luôn, tại vì bản chất anh này cũng không phải là activity. Bản chất anh này là fragment thôi. Thì bây giờ tôi để tạo ra một cái fragment. Cô tròn Java class bình thường. Nhìn nhá. Cô đặt tên là left fragment. Left fragment. Cái này các bạn kế thừa extend fragment. Ok. Các bạn thấy có hai cái fragment, một cái là Android X fragment.app, một cái là Android.app. Thì ta dùng cái trên, cái dưới, các bạn thấy cái gạch ngang chưa ạ? Cái này là cái version cũ rồi. Nó có gạch ngang là gọi là delicate, là nó không dùng nữa. Tất nhiên nếu dùng nó cũng không có lỗi. Nhưng mà run trong cái môi trường này là nó lỗi đấy. Hiểu không ạ? Nó không bảo lỗi ở trong này, khi run lên nó sẽ gặp một số cái lỗi khác. Cho nên các bạn chọn cái trên. Chưa? Rồi các bạn sẽ override một cái hàm là on create view. Hàm này. Ok chưa? Rồi. Khi nãy các bạn để ý thấy là trong code họ có sẽ họ tạo một cái view. V view sẽ gắn bằng inflator. Tức là ở đây nó có một đối số là layout inflator rồi, các bạn không cần khai báo nữa. Chấm inflate đưa cái layout vào. Đúng không? Đó, đưa cái layout vào. Đưa cái view group. View group là cái anh container. Anh view group là anh container. Đối số thứ ba là cái boolean attach to root. Có attach to root không? Để phone. Đấy, ta thiếu một cái đối số đầu tiên. Tức là cái layout đúng không? Cái này chưa tạo đúng không? Cái layout dành cho fragment thì chưa tạo đúng không? À bây giờ cô tạo một cái layout dành cho nó. Layout này thì tạo đơn giản thôi. Tức là các bạn chỉ cần vào đây, các bạn click chuột phải new một cái layout resource file. Các bạn để là fragment shift gạch left đúng không? Các bạn để layout bình thường thôi. Container cũng được, cái gì cũng được ha. Các bạn để cho cô một cái thôi để này đi. Linear đi. Anh này các bạn để là background đi. Để cái màu để phân biệt nhá. Android red, dark blue, dark blue light. Blue light đi. Màu xanh dương. Ok, orientation để vertical chẳng hạn. Rồi để gravity, để center, để căn giữa. Ok. Các bạn để cho cô một cái text. À, cũng chẳng cần gravity đâu. Ok đó đi. Đây các bạn để cho cô một cái text view ở đây. Wrap content text left đúng không? Fragment. Okay, text size. Ví dụ các bạn để là 25 dpsp, ví dụ vậy. Đó. Các bạn nhìn thấy là cái layout ở đây. Ok chưa? Left fragment. Ok. Đã, cái này đơn giản thôi. Xong. Chữ thì màu trắng hay gì đó tùy các bạn ha. Text color white. White. Màu trắng, ví dụ vậy. Cô add vào đây. Đang thiếu đấy mà đúng không?
r chấm layout chấm fragment left, hết lỗi, được chưa, xong chưa? Ok đấy, layout thì các bạn làm đơn giản thôi, có thể kéo thả một cái chữ nào đấy, không phải cầu kỳ như cô ấy, cô không phải gõ nhiều như cô. Cô gõ để có phân biệt trái phải, giống như bài toán nào. Ta sẽ làm bài toán, ta sẽ làm hai fragment, một cái trái một cái phải, đúng không? Đấy, trái phải. Đây, trái phải. Ok. Đấy, trái phải. Được chưa? Rồi, xong cái fragment, các bạn thấy là tàu rất là ngắn gọn đơn giản thôi, đúng không? À, return, ta sẽ return cái view này nhé. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ là ta tạo cái view xong ta return cái view này là xong, được chưa? Ok. Rồi. Bây giờ nè, à, tạo fragment thì dễ rồi. Cái write các bạn chỉ copy lại cái left là xong. Bây giờ các bạn cần phải nhúng vào cái activity. Thì các bạn cần cái activity đúng không? Ok, cô sẽ tạo cái activity để chứa nó, đúng không ạ? Đây, vào đây, click chuột phải, new một cái activity, chọn empty, đặt tên là fragment demo. Ok. Rồi, ta sẽ vào cái layout của anh này. Fragment 1, fragment 2, đặt tên cho nó cũng được. Hoặc các bạn gọi từ cái code đây. Ta dùng cái get support fragment manager nào. Đều được. Cái error lỗi các bạn chỉ cần control cách, sau các bạn chọn đúng cái package của nó là nó hết lỗi nha. Bởi vì là cái error nó ở ngoài cùng, mà các bạn vô trong một cái package thì nó sẽ không nhìn thấy error. Cho nên các bạn sẽ import cái error này vào là xong. Ok, vào đây các bạn à, nếu các bạn muốn làm như này thì sao ạ? Muốn làm này, hai cái layout kiểu như này, thì ta sẽ tạo cái layout kiểu gì ạ? Một cái linear layout đúng không? À, nó chia theo chiều ngang đúng không? Hai cái này thẳng đứng đúng không? Đồng ý không? Cái này các bạn để cái linear layout. Orientation các bạn để horizontal. Các bạn đặt hai cái này là hai cái fragment. Fragment cũng được. Không thì các bạn đặt là frame layout cũng được, hoặc các bạn để cái chữ fragment cũng được. À, mà tốt nhất là để frame layout xong các bạn nhúng vào hay hơn. Frame layout. Cái này các bạn để cho cô là match parent. Cái này các bạn để cho là match parent luôn. Thì các bạn sẽ thấy là cái frame layout này nó full hết đúng không? Full hết là đồng ý chưa? À, vậy nếu mà full hết thì làm sao làm được hai cái layout? Tôi copy hai anh này. À, từ nó chia. Nó đè không chia được, nhưng các bạn chỉ cần thêm có một cái thuộc tính thôi. Đó là thuộc tính weight. Một. Anh này anh dưới cũng weight 1. Nó tự động nó chia đều hai cái. Thấy chưa? Ok. Để cái weight 1 thì nó chia đều hai cái hai bên, một cái 1 một cái 2 thì nó tỷ lệ một cái 1 chia 3 ra, một cái chiếm 1 một cái chiếm 2 phần. Là cái tổng số các bạn. Cho nên các bạn không cần phải căn bao nhiêu pixel cả. Hiểu không ạ? Để tự động nó căn. Ok chưa? Đấy, hai anh này đấy, hai bên. Thấy chưa? Cực kỳ dễ dàng. Rồi đương nhiên các bạn phải add cái ID cho nó. Tại vì tôi còn phải gọi trong Java mà. ID 1 là cái fragment
fragment left. Anh này các bạn để là fragment right. Đó, một cái left, một cái right. Được chưa? Là xong. Bây giờ tôi chỉ cần nhúng cái left vào đây là được, đúng không? Tôi cần nhúng cái left vào đây được, đúng không ạ? Bây giờ nhé, các bạn vào đây, các bạn lấy cho cô cái fragment frame layout. Frame layout from left. Đây. Bằng file view by đi. Cái này thì học thuộc rồi ha, r.id.fragment left. Ok. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn mới nhúng nè, nhìn nè. Để nhúng cái fragment vào ở trong một cái activity thì ta cần viết code như sau nè. Đầu tiên là tôi get support fragment manager. Đây là cái hàm, cái phương thức mà để các bạn muốn quản lý các cái fragment. Chấm begin transaction là bắt đầu tôi xử lý cái việc gì đó. Chấm tôi add fragment vào. Có mấy cái hàm các bạn thấy không? Cực kỳ dễ đúng không? Đầu tiên là tôi add nè, cái hàm dưới nè. Add cái gì? Add một cái content view. Container view ID là gì ạ? Cái nơi mà chứa cái fragment. Thì có phải là cái anh left này là nơi chứa cái fragment không? Đúng không? Đồng ý không? Đây nè, cái frame layout này nó chứa cái fragment đúng không? Frame left này nó chứa fragment left nè. Thì tôi gọi nó ở đây nè, frame layout left nè. Vậy tôi sẽ add nó vào đâu? Tôi enter xuống dòng nha mấy bạn. Đầu tiên là from left phải. Và cái fragment tôi muốn nhét vào là new fragment left fragment. Ok. Chấm commit. Khoan. Left error ID. Cannot recover method at frame layout. Begin transaction. Ủa? Khoan. Từ từ. R.id. Rồi ok, tôi xóa anh này đi đi. Đây, nó phải như này nó mới chịu. Thằng này nó ác nhơn vậy đó. Đó. Cũng là cái khi nãy nhưng bây giờ tôi khai báo trực tiếp nè, container nè. R.id.fragmentLife. Ok chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Rồi commit là gì? Các bạn phải có cái câu lệnh commit. Thường các bạn thiếu câu lệnh này. Quên. Gõ đến đây vui quá. Xong quên mất cái chấm chấm commit ở cuối. Nếu không commit thì câu lệnh này nó không được thực thi, nó không hoàn thành. Commit là cái cam kết, giống như các bạn đi hội thảo đi đâu các bạn hay có nghe cái từ commit này nè, đúng không? Cam kết rồi để các bạn hoàn thành các thứ. Thì các gọi thuật ngữ commit. Thì ví dụ như là nếu như các bạn học SQL Server hoặc một số câu lệnh truy vấn á, nó cũng có transaction giao dịch á, nó phải có commit này. Cái liên quan đến giao dịch là nó phải có thuật ngữ là commit. Ok, bây giờ chạy thử nha. Các bạn nhìn nào, có đúng là nó đã vào đây rồi không nha. Và manifest, các bạn chuyển anh này về fragment nè. Cho anh này chạy đầu tiên. Các bạn chờ xíu. Code nào. Để code cho bạn nào đang gõ, các bạn gõ theo nè. Thành công rồi đó. Đó, có cái left fragment nó nằm bên trái thấy không? Các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ right fragment thì dễ thôi. Right fragment.
Bây giờ các bạn làm tiếp cho cô một cái right fragment thôi. Ok, tạm dừng. Bên left fragment, các bạn tạo cái khác nha. Một cái bài hai khác nha, để các bạn chấm bài. Còn cô là cô demo chung vào đây luôn. Bài lắp 2 á, bài lắp 6, bài 2 á. Các bạn đưa này lên trên. Chưa? Ở dưới này các bạn thêm cho cô một cái edit text. Các bạn để match parent. Cái này các bạn để wrap content. Ok. Các bạn có cái hint. Hint là để cái lời nhắc á. Hint. À, nhập tên. Để ta biết đây là ta phải nhập tên. Cái này được gọi là lời nhắc. À, background cho đầm đầm xí. Các bạn nhìn chữ cho dễ nha. Cái này để cái gì ạ? À, blue duck. Đó. Cô thích green duck được không? Green duck. Đó, thích green. Cái chữ thì các bạn cũng để cái color white. Để màu trắng. Khi gõ nó ra màu trắng, sau khi nó ra màu xám xám. Ok. Text size các bạn để cho các cô là khoảng 20. 20. À, cho nó bự hơn xíu thôi. Rồi. Các bạn để cái ID cho cô. ID TXT name. Ok, phải để ID mới nó mới đọc được. Rồi các bạn thêm cho cô một cái button. Để các bạn submit. Cái gì vậy? Gì hết hồn gì mấy đứa? Tech là submit. À, send info. Gửi thông tin. Đó. Hồi vừa cho bác gì đó. Ok. Ok. Làm cho vui thôi. Background. Làm cho màu mè thì cho vui. Trong lúc chờ các bạn code thôi. Button cũng phải để ID nha. But ID vẫn phải để ID nha. Button send. Đó. Ok. Tạo một cái layout kiểu như vậy thôi.
Ok, rồi. Thì chỗ này cô sẽ nhập tên, xong cô gửi thông tin, nó sẽ sang fragment bên kia. Vậy thì ví dụ bên đi cô để là Trần Thị Hương thì bên kia nó sẽ nhận được Trần Thị Hương. Thì vậy làm sao để nhận? Tôi sẽ vào fragment 2, tôi lấy cái text view để tôi nhận, đúng không? Tôi lấy cái text view để nhận. Đây, lấy fragment, tôi copy anh này, cái edit text này nha. Ok, tôi bên này tôi sửa lại thành ở đây. À, tôi nhận nhưng mà cái này không phải để edit text mà tôi để cái text view. Tại vì cô muốn view a name receiver. Nhận 20. Cái này là text nè. Tên. Để các bạn thấy thôi. Ok. Đây, ở đây tôi sẽ, tên tôi sẽ hiển thị đây. Submit bên kia thì bên này sẽ nhận được. Đồng ý không? Cái này tôi để 25 đi, như là bờ bờ xíu. Ok. Xong chưa? Đây, bên kia submit thì bên này sẽ nhận được. Đây là cái tên cô để đây thôi. Để các bạn nhìn thấy có một chỗ nó sẽ hiển thị ở đây thôi. Ok. Rồi, sửa giao diện xong rồi thì bây giờ ta thực hiện công việc. Đó là ta viết code. Viết code anh này viết ở làm sao mà tôi submit gửi thông tin bên này bên kia nhận được. Ok chưa? Ok. Rồi. Rồi, bây giờ bên right ta làm trước nè. Anh này nè, có đặt tên rồi đúng không? Bên right tôi nhầm làm trước nha. Right fragment thì tôi cũng khai báo một cái text view. Text view ta gọi là TV, đồng ý không? Đó, text view này sẽ bằng view.fileViewById r.id.txtNameReceiver. Xong chưa? Ok chưa? Ok. Cái này cần nữa tôi để public luôn. À, để ai cũng nhìn thấy luôn. Để public cho tất cả những ông khác nhìn thấy luôn. Đúng không? Tức là tôi khai báo một cái đối tượng text view ở bên cái fragment này. Cái đối tượng này sẽ hứng nhá. Sẽ hứng cái dữ liệu đúng không? Bây giờ trên let nè, let fragment tôi phải xử lý code nè. Bây giờ tôi phải lấy cái gì? Tôi phải lấy thứ nhất là tôi lấy được cái edit text và tôi phải lấy được cái button đúng không? Để tôi tương tác. Đơn giản vậy thôi. Vậy tôi sẽ có một cái edit tag. Edit tag name. Một cái button. Button send. Xong chưa? Và tôi cũng file view by đi giống cái kia thôi. Edit tag name gắn bằng view chấm file view by id r chấm id chấm txt name. Còn anh kia tôi copy thôi. Ctrl Z. Ctrl Z. Đó, cái này là tôi để button send. Cái này là button go to, à không phải, send info, được chưa? Rồi. Khi tôi click chuột vào button thì có phải là button send đúng không? Chấm gì á? Set on click listener, new on click listener. Cái này học thuộc thì các bạn thấy tôi gõ nhanh lắm, tạc tạc đã xong. Đó. Cái này thực ra nó gõ cả trăm cả chiều lên rồi gõ chứ chán luôn rồi, các bạn phải học thuộc, đúng không? Ngày này có thằng khác, lớp này có lớp khác vậy đó. Các bạn thấy đó, thế thôi. Giờ bây giờ ta xử lý code nào. Bây giờ để lấy được cái dữ liệu ở trong edit text name thì ta làm sao? À, dùng cái get text string name gắn bằng edit text name chấm get text chính xác. Chấm nhớ là có to string. Ok. Như cái này thì không phải là send tới activity khác, tại vì tôi đang nằm trong một activity. Tôi chỉ gửi qua cái anh kia thôi, đúng không? Rồi bây giờ nhá. Fragment nè. Fragment đúng không? Fragment
Right fragment gắn bằng new right fragment. Được không? Được không? Rồi right fragment chấm text view. Có text view không? Ồ không có hả? À khoan, nó không nhìn thấy. Khoan, right fragment new fragment chấm text view. Ồ không nhìn thấy hả? New right fragment fragment right. Ê, nó không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy, ta lấy kiểu khác. Không nhìn thấy, ta lấy kiểu khác. Rồi bây giờ nha, ta có cái này hay lắm nè. Fragment fragment right đi. Sẽ gắn bằng nè get support get fragment manager chấm file fragment by đi. Thấy không? Anh này ghê chưa? R chấm id chấm fragment drive. Đó. Rồi tôi ép kiểu nó thành drive fragment. Ghê chưa? Rồi bây giờ tôi mới có drive.textview. Get view à? Bây giờ text view tôi lấy sao? Từ. À, rồi cái này lấy được cái fragment bên cái drive. Fragment bên drive. Bây giờ tôi có là cái text view của tôi. Get view à? Từ tôi coi lại code nha. Cái left, right, left. Đây. Nó là file fragment by ID. À. Ủa. Cái này là của fragment. Nó phải lấy cái fragment manager. Sau đó mới file fragment by ID thì cũng vậy mà. Write fragment.tv được mà ta. Cái này là button left. L. Chuối. Đúng rồi mà ta. Có biết rồi. Nhưng bây giờ nó phải lấy qua cái activity này mới được. À. Tức là nó hai thằng này lấy ngang hàng nó không chịu. Mà bây giờ nha, thay vì cái thằng get fragment manager thì nó dùng cái get support các bạn nhá. Bây giờ như này nè. Bây giờ nghe nè, một giải thích một chút chỗ này nè. Bây giờ ta có một cái gọi là fragment manager. Tức là quản lý fragment. Nếu các bạn đứng ở activity nha. Thì các bạn là get support fragment manager. Đúng không? Còn nếu các bạn mà đứng ở fragment thì nó là get fragment manager, nó bỏ cái chữ support đi. Bản chất hai anh này đều là anh fragment manager. Tuy nhiên hai cái này gọi ngang hàng thì nó không cho. Nó bắt nó quay ra activity xong nó mới trỏ vào. Hiểu không? Ra thằng cha, từ thằng cha mới đưa vào. Đấy. Cho nên thằng này phải là đi ra từ cha. Đi ra cha đã. Vậy ra khỏi cha là nhìn nè. Nhìn nhá, ra khỏi cha nè. Là get activity là ra cha. Được chưa? Sau đấy mới chấm, mới là get support fragment manager. Được chưa? Bản chất hai ông này nè đều là fragment manager hết. Nhưng mà nếu đang ở activity thì ta sẽ gọi đến fragment, à sẽ có chữ support. Còn đang ở cái fragment thì tôi bỏ cái từ support đi. Cái này lần sau các bạn sẽ được học nói về cái này. Đó, để các bạn hiểu là tại sao lại có hai cái get fragment manager. À, các bạn để ý nhá, ok, hai cái này đều tương tự nhau. Nhưng một cái thì đang ở là activity. Tức là khen cha nhá, get activity là về ngược lại cha. Đồng ý không? Ok chưa? Đó, cũng file, các bạn thấy cái hàm giống nhau không? Rất giống nhau, đúng chưa? Đấy, đôi khi còn dễ nhầm lẫn đúng không? Vậy ta có right, giờ mình lấy được cái text view nè.
kiểu rồi má. Rồi fragment. Ủa ép kiểu rồi má, thằng này sao kỳ cục vậy? Rồi, à quên, sorry. Xin lỗi các bạn nha, cái này để right fragment luôn, nhầm. Rồi right, nó mới nhìn thấy á, text view. Rồi bây giờ cô sửa từ từ nha, cô sửa lại cái này một chút xíu xem ngang hàng nó có thấy không nhá. Chờ một xíu nè. Cái này thật sự là chưa test cái thằng này luôn á. Đây, từ từ. Text view thấy luôn. Ok chưa? Chấm set text, đưa cái name vào là xong. Đấy, bản chất là hai anh này giống nhau nha các bạn. Bản chất là nó giống nhau. Khi nãy là cô ép kiểu nó bị nhầm nè, thấy không? Đấy, ép kiểu về thằng write fragment nè. Và cái này cũng để write fragment nè. Rồi bây giờ chạy thử nha. Chạy lại nè. Rồi chạy thử nào. Thấy này chưa? Cái này cô để là Hương TT chẳng hạn. Gửi thông tin. Thấy bên này nhảy sang Hương TT chưa? Đây. Cái này là để được chưa? Ok chưa? Bản chất hai ông này giống nhau này. Đấy, nếu như ở fragment mà gọi từ fragment thì các bạn dùng get fragment manager. Còn nếu các bạn ở cái activity mà gọi từ fragment manager là phải thêm chữ support nha. Bản chất hai anh này giống nhau, chỉ có nơi gọi khác nhau thôi. Tôi đang ở fragment, tôi muốn sử dụng fragment manager thì ta dùng cái hàm là get fragment manager. Tôi đang ở activity, tôi muốn gọi tới fragment, tôi muốn gọi tới cái fragment manager thì tôi dùng là get support fragment manager. Hiểu chưa? Dùng ở đâu tùy mình. Đây nha, tôi đang ở activity nè, các bạn thấy chỉ có chữ get support chưa? Nhưng tôi đang ở fragment thì tôi có bỏ chữ get support đi. Thấy chưa? Bỏ chữ support đi. Ok. Thank you.
Ok không? Có ai có không làm được có hỏi gì không nè? Dễ quá em. Rồi. Hôm nay chúng ta xong đến đây chúng ta sẽ về nha. Cốt nè. Cốt cái này bên left nha, bên right là không làm gì, bên right chỉ khai báo cái tech view thôi. Bên right không làm gì á. Ok. Còn cốt này là bên left ha. Cốt cái video lên đi không? À, từ từ.